Em xin chào các bác nhá. Hôm nay thì em giới thiệu đến các bác tiếp một cái cặp Onkyo. Cặp này thì để phục vụ cho những bác nào mà đang có âm ly rồi mà thiếu loa, hoặc bác nào mà có muốn ghép thêm làm trợ lời thì có thể tham khảo cho em cái mã này. Đây là dòng loa phải nói là được rất là nhiều các bác sử dụng và nghe nhạc rất là nhiều. Lý do tại sao mà người ta nghe rất là nhiều bởi vì là bát của dòng này rất là ấm các bác nhé. Bát ấm tép sáng mà giá thành lại rất là hợp lý luôn. Đấy. Nếu mà phân khúc tầm khoảng dưới 2 triệu thì em thấy là đại đa số là các bác sẽ chọn cái dòng XBA này. Chất âm nó hay các bác, bát nó mềm, nó ấm, nghe nó sướng lắm. Con này được cái thì về e căng đầy đủ các bác nhé. Đây, e căng hai trước này. Đó. Hình thức thì hàng bãi, con này về của nó là quá đẹp các bác. Vâng. Đây, em bỏ căng đây để các bác nhìn cho nó dễ này. Hình thức đây các bác nhé. Đó. Công suất của loa là 70W, trở kháng là dòng này trở kháng của nó là 5 ohm các bác nhá, 5 ohm. Đó, hình thức đây các bác nhìn thực tế này. Đó. Thì đấy là về hình thức các bác nhá, công suất là 70W, trở kháng là gì ạ? 5 ohm. Còn kích thước thì để em đo luôn cho các bác này. Đây các bác này, kích thước này. Rộng là 15.5 này. Sâu của nó là 23.5 này. Và chiều cao này. Cao của em đạt 26.5 các bác nhé. Còn là bát tiêu chuẩn thì luôn luôn là bát 13 rồi các bạn. Vâng, đấy. Bát tiêu chuẩn là bát 13. Cặp này thì em đang bán với giá nó của nó là giá hàng đẹp mà. Thì cặp này nó rơi khoảng là 1.250.000. Tuy nhiên, hôm nay bác nào chốt, em để các bác giá là 1.050.000. Đấy, giá là 1.050.000 cho hôm nay bác nào chốt nhanh tay nhá. Bác nào chốt thì em sẽ có cái video clip test bàn giao lại đầy đủ cho các bác, đảm bảo bác test từng trước lên ok. Đó. Sau đó bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện cho các bác. À, qua Viettel, người ta giao tận nhà và trao tận tay. Các bác nhận hàng được quyền bóc ra kiểm tra thoải mái nhé. Hàng không đúng như trên video thì không nhận. Đó. Vâng, em xin chào và kết thúc cái video ở đây nhé.